Còn nữa, bên ngoài đang đồn ầm lên. Sau khi Đường Chính Phi biến mất, toàn bộ ban Thanh Hoa đều tuyên bố chấm hết. Đương nhiên là đám chú bác đó ai cũng muốn chen chân vào rồi. Bên ngoài rối tung lên, chống ma túy trọng án, ai cũng làm đến tối cả mặt. Đại ca Nhi, chú Nghị của Liên Nghĩa có hành động vụ giao dịch với người nước ngoài lần trước không có phần ổng. Bây giờ đòi moi Đường Vĩnh Phi ra, nói là phải chấp hành gia pháp. Sếp Đinh, có đồ coi, kỳ báo mới nhất tuần sang đô thị. Quý tộc mới của xã hội đen Đường Vĩnh Phi bí mật nội gián bị công khai. Sếp Lạc, Đường Vĩnh Phi bị tạm giữ lá cải phanh phui. Nó còn ta dính líu tới nhiều vụ. Nếu tôi đoán không sai, cả thế giới đang tìm cô ta. Đây là mơ người đấy. Đây là mơ người lại dùng. Cảnh sát trưởng, thật ra Đường Chính Phi không phải là nội gián. Cảnh sát trưởng, có phải nội gián của cảnh sát không? Đây là vấn đề nội bộ của ngành cảnh sát, tạm thời không tiện tiết lộ. Tuần sang đô thị đã đưa ra chỉ trích nói, trong thời gian Đường Chính Phi làm nhiệm vụ đã không ngừng tham gia những vụ giao dịch phi pháp này. Có phải nội bộ cảnh sát các ông sẽ có phán quyết không? Có người trong giang hồ tuyên bố Đường Vĩnh Phi đã bị người ta ra lệnh truy sát. Cho hỏi cảnh sát các ông có suy nghĩ gì? Tôi họ Quang, là đội trưởng đội trọng án phụ trách vụ án này. Sếp Quang à, cho hỏi thật ra Đường Vĩnh Phi có phải là nội gián do cảnh sát phái vào Liên Nghĩa hay không vậy? Tôi sẽ lần lượt trả lời. Nhưng trước tiên tôi muốn thay mặt cảnh sát đính chính với mọi người một chuyện. Đích thực Đường Vĩnh Phi đã từng vào trường cảnh sát, nhưng cậu ta không hoàn thành tốt nghiệp, cho nên cậu ta tuyệt đối không phải là nhân viên cảnh sát, cũng không phải là nội gián như mọi người đã nói. Đúng vậy, ở một hành động nào đó có thể cảnh sát sẽ gặp Đường Vĩnh Phi tham vấn ý kiến về tình báo của cậu ấy, nhưng cùng lắm chỉ có thể nói cậu ta là người chỉ điểm. Và bây giờ anh ta đã bị ra lệnh truy sát rồi, vậy cảnh sát các ông có triển khai hành động gì không? Tạm thời cảnh sát chúng tôi không nhận được thông tin liên quan gì. Bây giờ báo chí lại đưa tin, tự nhiên nổi gió chắc chắn có nguyên do. Nếu cảnh sát chúng tôi nắm được chứng cứ cụ thể, chúng tôi nhất định điều tra tới cùng, không để những kẻ phi pháp này thừa được cơ hội. Cảm ơn nhiều, mình vào đi. Anh Quang xử lý tốt lắm. Vụ án ma túy đã được phá, lại có thể bảo vệ được uy tín cảnh sát, có vấn đề gì chứ? Phó cục trưởng, tuy rằng sếp Quang đứng trước mặt báo chí phủ nhận thân phận của Đường Vĩnh Phi, nhưng mà mấy năm qua cậu ta thực sự đang thi hành nhiệm vụ của phía cảnh sát, cho nên tôi cảm thấy cậu ta không nên là một người chỉ điểm bình thường. Về chuyện này tôi đã giải thích rất nhiều lần rồi. Đường Vĩnh Phi tự nguyện làm việc cho cảnh sát, chỉ đơn giản là vậy thôi. Sếp Quang, chuyện này ra sao anh biết rõ hơn ai hết. Anh nói lung tung trước mặt báo chí, bây giờ ai nấy đều không thể quay lại được. Những gì tôi nói đều là sự thật, tạp chí cũng đăng tin rồi. Bây giờ không đính chính đợi tới bao giờ? Càng bôi càng đen mới nói sao? Anh không phải đính chính, anh đang lừa dối thôi. Sếp Lạc, anh làm ơn đừng có nói lung tung. Làm cảnh sát bấy lâu, đâu cần tôi chỉ anh thế nào mới gọi là chứng cứ, thế nào gọi là phỉ báng chứ. Tức là sao đây? Đây là thông tin phá án của tội trọng án trong mấy năm Đường Vĩnh Phi làm nội gián. Mỗi lần Liên Nghĩa có hành động, Đường Vĩnh Phi đều đúng lúc không có mặt ở hiện trường. Các báo cáo tôi đọc hết sức rõ ràng, toàn bộ vụ án đều do anh phụ trách. Vậy thì sao chứ? Không phải cảnh sát thì không phải cảnh sát. Những gì anh nói, người chỉ điểm cũng có thể làm được. Quyển nhật ký này là do đồng nghiệp tội trọng án giao cho tôi, tìm được trong văn phòng công ty vận chuyển của Đường Vĩnh Phi, thuộc về nhật ký riêng tư của cậu ta. Trong đó ghi chép tâm trạng lần đầu tiên làm nội gián của cậu ta. Chúng nữa mọi người có thể đọc nội dung bên trong. Cho tới trước khi thi hành nhiệm vụ cuối cùng, tâm trạng cậu ta rất phức tạp. Trong này cũng có nhắc tới một người tên Quan Lão Nhị, kêu cậu ta làm một việc cuối cùng, tưởng đâu sau khi xong việc có thể làm lại cuộc đời. Sếp Quan, trong quyển nhật ký này dùng rất nhiều từ vựng tiếng Anh mà anh và tôi thường dùng. Thí dụ như report, arrest, officer. Một tay lưu manh tầm thường làm sao biết sử dụng những từ vựng này? Bởi vì cậu ta coi bản thân mình là cảnh sát, bởi vì có người nói với cậu ta là nội gián. Thực ra, bây giờ chúng ta tiếp tục tranh cãi cũng không có ý nghĩa gì. Đường Vĩnh Phi nằm trong bệnh viện, cứ đợi cậu ta tỉnh lại rồi mới tính tiếp đi. Được thôi, nhưng tôi yêu cầu gặp người chỉ điểm của tôi. Anh không có quyền ngăn cản. Tôi có. Thân phận của Đường Vĩnh Phi đặc biệt, tôi cho rằng cần phải thành lập tổ chuyên án phụ trách điều tra. Cho dù cậu ta là chỉ điểm, nội gián hay là tội phạm, tôi cũng phải đích thân xử lý. Phó cục trưởng, tôi cho rằng đây là cách giải quyết tốt nhất hiện nay. Đây là vấn đề nội bộ của sở cảnh sát, anh là CB, anh quyết định được rồi. Cục bảo an không can thiệp. Chuyện đã tới giai đoạn này, sếp Quang,
Tôi hy vọng anh và đồng nghiệp của anh sẽ cố gắng phối hợp, không có vấn đề, có phải không? Không thưa sếp. Vậy thì tốt lắm. Luôn tiện tôi muốn nhắc nhở anh, lần này tuy không phải là điều tra nội bộ, nhưng mà tổ chuyên án sẽ hẹn gặp riêng lẻ. Còn nữa, phiền anh chuẩn bị sẵn báo cáo hành động trong 2 năm qua, vài hôm nữa tôi sẽ cho người ta lấy. Yes sir. Lần này do tuyến đầu của xã hội phát động hành động phản đối này là do có cảnh sát sắp xếp một người dân bình thường đóng vai nội gián, chẳng những làm cho người dân đó bị trọng thương mất tích, còn làm cho má của anh ta bị xã hội đen ném xuống đất. Người phản đối ở hiện trường đưa ra chỉ trích công khai với cảnh sát, cho rằng họ đang đe dọa an toàn tính mạng của người dân vô tội. Tôi đã đọc hết hồ sơ rồi. Đầu đuôi ngọn ngành của toàn bộ sự việc, sếp Quang có cách giải thích của anh, anh cũng có cách nói của anh. Thật ra Đường Vĩnh Phi là nội gián hay là chỉ điểm? Dựa theo tài liệu và ghi chép nội bộ, cậu ta không phải là nhân viên cảnh sát, cho nên cậu ta không phải là nội gián. Nhưng tất cả những gì cậu ta làm cũng đã vượt quá phạm vi của đa số người chỉ điểm, cho nên cũng không thể coi cậu ta là người chỉ điểm bình thường được. Tổ chuyên án còn cần chút thời gian, tất cả mọi chuyện phải đợi có báo cáo mới có thể theo dõi. CB à, nhân viên tình tức giận, giá nào anh cũng phải có sự trình bày với người dân chứ. Dù trong chỗ này có phải do anh qua phạm lỗi hay không cũng được, cũng là vấn đề của cảnh sát, có phải do anh tự mình quyết định không? Còn nữa, bây giờ vấn đề lớn nhất là Đường Vĩnh Phi có phải là cảnh sát không, bản thân cậu ta không nói. Tại sao lại bị báo chí coi như chuyện phím đăng lên chứ? Vấn đề này tôi đang cho người đi theo dõi, tạm thời không thể trả lời ông. Ai không thể trả lời cũng không sao, tôi hỏi anh chuyện khác. Nè, ông chủ giấu mặt của Liên Nghĩa phá hoại hệ thống tài chính, đúng là chúng ta nắm chắc như đinh đóng cột rồi, có thể bắt được hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ người chỉ điểm bị thương nặng, thân phận đã bị bại lộ, không thể điều tra được cái gì. Anh có biết làm gì ảnh hưởng Hồng Kông cỡ nào không? Cái tôi đang nói không phải đơn giản là mức độ bảo an, mà là vấn đề cân nhắc an toàn cụ thể. Nhiệm vụ thất bại thật sự không ai muốn. Tôi hiểu, nhưng dù này giá nào cũng cần người gánh chứ. CB à, vấn đề của cảnh sát có phải nên do cảnh sát trưởng giải quyết không? Anh đừng nên càng làm càng lớn, gây ra ảnh hưởng to lớn nữa. Bon, mau chóng liên lạc với phóng viên. Chúng ta nhất định phải quan tâm cảm xúc của người dân đối với chúng ta, để tránh mức độ tin tưởng của người dân đối với chúng ta bị hạ thấp. Làm vậy sẽ làm mất sĩ khí của cảnh sát. Sau này có hành động gì cũng phải cẩn thận một chút. Quan điểm của người dân và phóng viên chúng ta cũng phải tin tới.